Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác những cái phụ kiện mà các bác nhìn cái là các bác sẽ móc tiền ra mua. Đầu tiên là vài cái dây cáp kết nối theo kiểu là dạng Unbalang Spicong, Unbalang nhưng mà theo kiểu là XNR, Unbalang XNR. Đây là dạng XNR này. Những cái dạng này thì nó có chiều dài đâu đó nó khoảng tầm là 60 giây, 50-60 giây, 50-60 là khoảng dây, còn cả rác là khoảng 70, hơn 70 tí các bác nhá. Rác un và đằng XNR tiêu chuẩn, và cái dây dưới nó cũng thế, nhưng mà nó chiều dài nó sẽ dài hơn. Dưới cùng là rác un và đằng XNR tiêu chuẩn rất đực, và đầu ra là rác AV theo kiểu là RCA. Thực ra thì số lượng dây thì có rất nhiều, nhưng quay demo thì giới thiệu ít thôi. Em sẽ quay cho các bác xem cái dây. Đây là cái rắc gọi là rắc Spicong, rắc XNR này. Cái rắc này các bác hay là cắm vào vang đẩy mixer, cốt nâng tiếng gì gì đấy. Xịn đúng không? Nó khác hoàn toàn với cái hàng mới. Hàng mới ở Việt Nam nó rẻ tiền hơn rất là nhiều. Đây này. Về độ đẹp, độ mới của dây gần như là mới cứng luôn. Tình trạng dây còn rất đẹp. Dây này thì em báo luôn tình trạng nhé. Dây này là tháo vào trong những công trình dự án nhà nước của bên Trung Quốc. Nó giống như một nhánh của loa bãi, âm ly bãi, đẩy bãi. Hàng bãi của Trung Quốc nó nhiều đến mức như này. Tức là ông nào mà chuyên về dây ý, một tháng doanh số của nó phải tầm 3-5 tấn dây. Các bác tin hay không thì tùy. Nhiều đấy. Còn ông nào gọi là mới buôn thì một tháng 5 tạ 7 tạ, 5 tạ 7 tạ dây, gồm có những cái gì, tại sao dây nó nhiều thế, nên cái tấn. Dây nó gồm có 3 nhánh nhá. Một là dây dẫn tín hiệu. Một là dây dẫn tín hiệu. Hai là dây dẫn điện áp, tức là dây nguồn. Đấy, dây nguồn. Dây điện áp. Đấy, ba là các cái kiểu như là dây nạt vặt linh tinh, nó hỗn hợp. Nó có trong hai cái nhánh trên nữa. Cái nhóm thứ ba nó có trong hai nhánh trên nữa. Một là dây tín hiệu này. Nó không theo tiêu chuẩn phổ thông, mà nó thuộc dạng là một vài cái dây nó đặc biệt hoặc cái dây hiếm. Và nó cũng lọt cả một ít các loại dây hiếm linh tinh nữa, ví dụ dây của một số cái dòng loa cao cấp hay là một số cái dòng loa active ấy, nó liền luôn cả vào. Thì đấy gọi là dây hỗn hợp. Đấy, nó có 3 nhánh như thế. Thường thường thì chúng ta sẽ gặp 2 nhánh. Và trong 2 nhánh nghĩ thì anh em sẽ chia ra là vì ông này ôm tín hiệu thì không được ôm dây nguồn. Ông kia ôm dây nguồn thì không được ôm dây tín hiệu, thì đấy nó kiểu nó chia thế. Hoặc là ông nào to thì ôm phát cả luôn, một tháng là về được một chuyến nào đấy vài tạ dây như này như kia thôi. Thật ra dây này thì em nói thật luôn các bác, tính giá này cho rẻ nhá. Rắc này mới mà xịn như thế này, chúng ta tính như hàng bãi, như hàng hãng đi, thì nó đâu đó nó khoảng tầm 3-40 nghìn một rắc này. 3-40 nghìn một rắc này. Như hàng bãi này thì các bác mua lại còn tính thêm cả tiền dây nữa. Dây này chrome scan này, dây này dây xịn của Trung Quốc. Dây này mới nó đâu đó nó khoảng tầm 30 nghìn một mét. Thì đây dây này là 70 cm này. Dây này là 1m1 này. Đấy, thì bây giờ em sẽ tính như này cho các bác. Tính bằng cái rắc này thôi nhá. Rắc này 35 nghìn một, rắc hai rắc là 70 nghìn. Đống này 70 nghìn một sợi. Khuyến mại dây cả rắc. Còn cái này thì là vào 80 nghìn một sợi, cả dây cả rắc. Nhá. Để các bác nhìn rắc này. Đẹp long lanh đúng không? Ừ. Đây này. Rắc giờ xe tiêu chuẩn này. Đấy. Đây. Đó. Đẹp long lanh như mới. Thì em sẽ tính giá như sau. Một đầu là 35 nghìn, đầu còn lại cũng là 35 hoặc 15 nghìn. Như cái rắc này thì chỉ có 15 nghìn thôi. Tính bằng giá tiền tại Việt Nam. Nhưng bán em nói luôn như các bác là giá trên châu xích và cái dây thì em chỉ tính theo mét, gọi là 10 nghìn một mét bằng giá mua mới. Đấy, bởi vì những cái loại này em nói thật các bác, một sợi thì không lãi được 20-30 nghìn đâu, một sợi chỉ được 10-20 thôi. Mà nếu như các bác lấy nhiều cơ thì em còn hỗ trợ cho anh em đại lý các bác lấy. Đây thì em kể qua này thôi nhá, các bác nào thích thì dây của nó đắt còn mới này, dây sản xuất vào ngày này, này. Đấy. Ngày 2019 này. Đấy, 179m này. Đấy. Đó, 2019. Thì em hỏi các bác là dây này còn mới hay là còn cũ.
Đấy, kiểu như đợt ra dịch nắp xong cái là dịch cái là oẳng luôn hay sao ấy. Đấy. Ok nhé, thì các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm dây rắc này thì alo trực tiếp cho em. Bây giờ phải nghe điện thoại đã, nghe có vẻ ông chủ cũng gọi hơi nhiều. Dây giá rất rẻ nhỉ.